Tôi nghĩ rằng có khá nhiều định nghĩa về sự tự do. Đây cũng là một khái niệm trừu tượng mà có lẽ người ta chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể định nghĩa một cách quá cứng nhắc. Và với tôi, đôi khi tự do chỉ là vượt qua khuôn khổ của chính bản thân mình, làm những việc chúng ta chưa từng làm, hoặc đi lại trên một con đường cũ theo một cách mới, trọn vẹn hơn. Đường đến dòng quen thuộc, tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm nó trọn vẹn hơn, mới mẻ hơn cùng với Vespa GTS 300 và có sự đồng hành của Kado. Cái tên khá là quen thuộc với những anh em chạy mô tô rồi, thì mới ra dòng sản phẩm mới nhất của họ mang tên Custom và có một con số giá bán với tôi là rất dễ tiếp cận, khoảng 6 triệu đồng. Với chiếc Kado Custom ở đây, các bạn sẽ vẫn có tất cả những cái tính năng cơ bản như là bộ đàm 15 người, rồi tính năng kết nối với điện thoại để nghe nhạc thông qua loa trong bằng hệ thống Bluetooth. Đồng thời thì các bạn cũng có thể tùy chọn mở rộng các tính năng như là ra lệnh bằng giọng nói hay là chia sẻ nhạc với nhóm bộ đàm bằng các gói thuê bao. Nói về sự hay ho của Kado thì có lẽ là hơi thừa thãi với những người bạn chạy mô tô rồi, vậy nên thông tin chi tiết về sản phẩm chúng tôi để ngay phần mô tả, các bạn có thể ấn vào đường link để truy cập. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Vespa GTS 300. GTS ở đây có nghĩa là Gran Turismo Sport, và tôi tin rằng phần lớn những người đang xem video này thì hiểu GT là gì. Tuy vậy, nếu các bạn gạt đi hình ảnh của những chiếc ô tô có thiết kế 2+2 và có khối động cơ kiểu High Performance kiểu Ferrari FF hay là Aston Martin DB, thì ở đây chúng ta có một chiếc scooter mang tính chất GT đúng nghĩa. Các bạn có thể tưởng tượng ra về những mẫu xe mà nó phù hợp với những chuyến du lịch dài với vận tốc lớn, thì ở đây Vespa GTS 300 sẽ là một ví dụ dễ tiếp cận nhất và minh họa rõ ràng nhất tính chất Gran Turismo. Với mẫu xe này, các bạn sẽ có một khối động cơ mà nó vận hành đặc biệt êm ái và nhàn nhã ở vận tốc lớn. Một phần thân xe cứng cáp hệ thống treo mang lại sự êm ái khi các bạn di chuyển vận tốc lớn ở trên đường thẳng. Và cuối cùng là một tư thế ngồi thoải mái trên những quãng đường dài. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta đáng nhắc tới ở đây đó là khối động cơ. Ở ngay phía dưới yên xe, chúng ta có cỗ máy HVE 278cc, là máp bằng chất lỏng phun xăng điện tử và có công suất mạnh hơn so với thế hệ động cơ qua xa trước đây là khoảng 12%. Các bạn sẽ có khoảng 23,4 HP và 26 Nm moment xoắn, những con số không quá ấn tượng với quy mô của một chiếc 300cc nói chung. Và một điểm cũng khá thú vị đó là khối động cơ HVE này nó lại không có mức độ vui vẻ giống như động cơ qua xa trước kia. Chúng ta sẽ không cảm nhận thấy mức độ húng hắng tốc giật của nước ga đầu. Và có lẽ tiêu chuẩn Euro 5 là một phần giải thích cho việc chúng ta bị mất đi niềm vui này. Tuy vậy, về mặt sức mạnh tổng thể thì 278cc này vẫn quá dư thừa với một chiếc xe có khối lượng khoảng 160kg. Để diễn tả một cách khá ngắn gọn, 23,4 mã lực và 26 Nm moment xoắn với chiếc xe này, thì các bạn có thể tưởng tượng ra ở bất cứ giải vận tốc phổ thông nào, các cái pha ra lệnh, các cái pha tăng tốc của chúng ta đều được đáp ứng một cách rất nhanh nhẹn và mượt mà. Chạy chiếc Vespa GTS 300 này mang tới cho tôi một cái cảm giác khá là sang trọng, giống như chiếc Land Rover. Các bạn sẽ có một chiếc xe với khối lượng nặng, chúng ta cảm giác mẫu xe này khá là lầm lì, trầm tĩnh. Nhưng mỗi lần mà nó lừng lững đi lên ấy, thì thực tế là tốc độ của nó, cái quá trình thay đổi tốc độ của nó diễn ra rất nhanh nhẹn. Và để cho những bạn nào cảm thấy không được thoải mái lắm với vận tốc tối đa ở trên giấy tờ là khoảng 130km, thì mẫu xe này, ngay cả khi các bạn đã đạt tới 100km/h, thì những cái pha xoắn ga để tăng tốc nó vẫn đều còn có lực, đều tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác rất là thống khoái, thoải mái. Và cũng nhắc tới phần Euro 5 thì ở đây có một con số mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ muốn quan tâm, đó là chiếc xe này thì nó không còn đi theo lời đồn một huyền thoại, đó là Vespa rất tốn xăng. Khối động cơ 278cc ở đây với quá trình chạy ở trong đô thị của tôi thì nó tiêu tốn chỉ khoảng 4 lít cho 100km, một con số rất tốt.
Nói về nội dung, đây là chi tiết mà chúng ta buộc phải đề cập tới nếu muốn coi đây là một chiếc Gran Turismo đích thực. Thì thực tế mà nói là chiếc Vespa GTS 300 nổ máy và đứng yên, nó có độ rung tương đối lớn. Nhưng ngay lập tức khi các bạn chỉ cần mớm ga thôi, khi côn chớm mắt vào, mọi độ rung đều bị triệt tiêu. Và thực sự là mẫu xe này mang tới cho tôi một mức độ hài lòng rất lớn. Nói về độ rung nói chung, chạy đều ở 100 km/h thì các bạn cũng sẽ không hề cảm nhận thấy độ rung dần truyền lên tay lái đâu. Và đó là cơ sở để chúng ta có thể tận hưởng một hành trình rất dài. Ngoài ra, nhắc tới một chiếc xe ga có dung tích tương đối lớn như này thì một điều chắc chắn là các bạn sẽ quan tâm đó là độ nóng của nó. Thực tế thì tôi cho rằng cỗ máy 278cc HPA ở dưới yên đây là không hề nóng. Tôi có một chuyến hành trình chạy leo đèo lội suối khá dài, khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mới bắt đầu nghe thấy tiếng quạt gió hú lên lần đầu tiên. Tuy vậy thì một điểm cũng khá kỳ lạ với mẫu xe này đó là khi các bạn di chuyển nó trong phố đông thì cảm giác là động cơ chưa đủ nóng, chúng ta hoàn toàn có thể đưa tay và kiểm tra qua cái khe thoát gió ở đây một cách rất bình thường mà quạt đã bắt đầu rú lên những cái tiếng khá là khó chịu rồi. Và tới phần nội dung này thì có lẽ tôi phải xin lỗi trước tất cả những anh em đang chạy SH và phải chia sẻ một điểm rất cá nhân, đó là tôi có thể coi như một người thuộc dạng Honda fanboy với quá trình sử dụng tới 4 đời SH khác nhau. Chỉ so sánh riêng phần cảm nhận qua tay lái của phần giảm chấn phía trước thôi thì có lẽ tất cả các mẫu Honda SH đều đáng xếp dưới những mẫu Vespa GTS một bậc. Chỉ thông qua những cái trải nghiệm khá nhỏ với những mặt đường phổ thông bình thường thì các cái va đập dội thẳng lên tay lái của những chiếc SH sẽ biến cho trải nghiệm ở trên tay lái của chiếc Vespa GTS ở đây xứng đáng được mô tả là luxury scooter. Phần dàn chân trước sau của chiếc Vespa GTS phục vụ rất tốt nhu cầu của một chiếc Gran Turismo, đó là nó giữ cho chúng ta có một tư thế hết sức phẳng và tĩnh ở trên những mặt đường không có dao động quá lớn. Như mặt đường mà chúng tôi đang trải nghiệm ở đây thì các bạn có thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ luôn luôn giữ được một hình ảnh tương đối là thanh thản, nhẹ nhàng. Mặc dù các bạn có thể nhìn thẳng xuống phía dưới là có những cái mấp mô khá lớn đang diễn ra. Và như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu video này, đó là sự tĩnh tại phẳng lặng của mẫu xe này khi di chuyển ở vận tốc lớn sẽ là lý do quan trọng để khiến cho nó được gọi là một chiếc GT đúng chất. Niềm vui đặc biệt của Vespa GTS 300 có thể mô tả một cách tương đối ngắn gọn, đó là các bạn không cần phải trải nghiệm nó trên những cung đường quá xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở hay có điều kiện gì quá đặc biệt, mà thực sự là nó biến cho mọi con đường hàng ngày của các bạn thay vì là chịu đựng hành trình trở thành tận hưởng hành trình. Chắc hẳn là các bạn sẽ thấy từ đầu video đến giờ tôi nhắc khá nhiều tới cụm từ là trên đường thẳng, vì thực sự là chiếc Vespa GTS không phải là mẫu xe sinh ra trên những khúc đường cua. Kiểu treo phía trước, trailing arm một bên của nó thực sự vẫn có những nhược điểm cần phải nhắc tới. Ngay cả khi các bạn va chạm tương đối nhẹ với một cái ổ gà ở trên mặt đường phẳng thôi thì cái độ liệng được truyền lên tay lái tương đối rõ rệt rồi. Còn nếu như chúng ta đi một cái con dốc vào cua như này, mặt đường hơi hõm nhẹ, mức độ nhào của nó sẽ tạo ra không ít suy nghĩ đâu. Và tất nhiên chúng ta có phải đề cập tới độ bẻ của chiếc xe này mỗi khi chúng ta vào cua. Với kiểu treo chỉ là một bên, các bạn sẽ có xu hướng counterway với khúc cua ở phía bên tay phải, tức là chúng ta sẽ đè xe xuống và sử dụng cơ thể của mình ở chiều ngược lại để giữ sự cân bằng giống như thế này. Nó sẽ là một phương án tốt hơn so với phương án nghiêng người treo xe. Còn ở phía bên tay phải, tất nhiên với phần khối lượng được phân bổ lệch sang thì các bạn sẽ có những pha vào cua dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là một điểm tương đối lạ khi nhắc tới kiểu treo này so với kiểu treo hai bên truyền thống ở trên các mẫu ô tô phổ thông. Và nói những điểm vừa rồi thì không có nghĩa là tôi phản đối việc các bạn có thể tận hưởng hành trình với những khúc đường quanh co ở trên núi với chiếc Vespa GTS. Thực tế mà nói là trên hình ảnh các bạn có thể thấy là chúng tôi có những cái trải nghiệm rất vui vẻ với mẫu xe này. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần thời gian làm quen và nó chắc chắn có những nhược điểm nhất định so với kiểu treo hai bên, ví dụ như của chiếc SH350i. Vào thời điểm ra mắt, chiếc Vespa GTS phiên bản Supertech 300 HPE có mức giá 155 triệu đồng. Còn bây giờ thì thực tế là các bạn có thể sở hữu mẫu xe này với con số thấp hơn khá nhiều ở đại lý. Và với tôi, đó là một món hời. Các bạn không chỉ sở hữu một phương tiện hiệu quả, uy lực có tính chất hưởng thụ, mà chúng ta còn sở hữu một biểu tượng thời trang, một giá trị mà đã được khẳng định trong suốt 78 năm lịch sử của Vespa.
Nói riêng tới thiết kế được Vespa gọi là GT ở đây, chúng ta có một hình ảnh được duy trì xuyên suốt từ khoảng đầu những năm 2000 cho tới tận bây giờ. Hay nói ra một cách rộng hơn thì tất cả các thiết kế khác của Vespa vẫn giữ được những hình ảnh nguyên thủy sơ khởi của nó từ cách đây 78 năm. Và đó là một tính chất biểu tượng tương tự những gì mà Rolls-Royce hay Porsche tạo ra với các mẫu xe của họ. Và với tôi, đây là một giá trị mà chúng ta đặc biệt cần phải ghi nhớ mỗi khi nhắc tới một chiếc Vespa. Ngoài ra, một điểm khác cũng rất đặc biệt trong các thiết kế của Vespa mà tôi cho rằng ngay cả khi bạn có anti thiết kế này tới đâu thì cũng sẽ vẫn phải thừa nhận, đó là tính unisex, tính phù hợp với đa dạng phong cách của nó. Thực sự thì với ngay chiếc Vespa GTS mà các bạn đang nhìn thấy ở đây thì chúng ta hãy tưởng tượng ra một người 20, 30 hoặc 40 tuổi là nam hay nữ, phong cách thời trang theo kiểu bụi bặm một chút hoặc lịch sự, thanh cảnh, thì ngồi lên đây nó sẽ vẫn hợp lý theo một kiểu nào đó. Và với tôi thì chiếc Vespa mà các bạn đã nhìn thấy ở đây nó không mang tính chất một phương tiện đơn thuần, mà đôi khi nó sẽ là một niềm vui mỗi buổi sáng các bạn thức dậy và nhìn thấy chú ong này của mình sẵn sàng ở trước cửa. Ok, chúng ta đã kết thúc phần thời lượng của những lời lẽ có cánh dành cho chiếc scooter Ý. Dù sao thì tôi cũng không phải là một người Ý nói tiếng Việt. Với tôi thì mẫu xe này có rất nhiều giá trị đặc biệt và thú vị. Tuy vậy nó cũng có rất nhiều điểm không phù hợp với người Việt Nam nói chung. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nhắc tới nó có khối lượng là khoảng 160kg, một con số có thể nói là tương đối khiêm tốn với một chiếc xe sử dụng động cơ gần 300 phân khối và có phần thân vỏ bằng kim loại. Tuy vậy thì với phần lớn người Việt Nam nó vẫn khá là nặng nề. Thứ hai là mặt yên ở đây các bạn có chiều cao chỉ là 790mm thôi, con số không phải quá lớn nhưng nó có độ rộng ngang rất lớn. Và như thế thì ngay cả với một người có chiều cao khoảng 1m74 như tôi thì ngồi lên chiếc xe này và di chuyển đến đúng khu vực đệm đỡ ở đây, các bạn cũng sẽ thấy là việc duỗi chân không hoàn toàn quá thoải mái. Bên cạnh đó thì một đặc điểm nữa chúng ta cũng cần phải nhắc tới với người Việt Nam nói chung là với một chiếc xe như này đôi khi chúng ta sẽ cần một cái tình huống di chuyển mà chở được hai người lớn và một trẻ nhỏ. Như thế thì với phần yên này chúng ta sẽ gặp một tình huống vô cùng khó chịu. Thực tế thì cái phần yên phía sau ở đây nó cũng sẽ khó có thể đảm nhiệm vai trò chở một người lớn trong một hành trình quá dài. Một vài điểm trừ nhỏ nhỏ khác thì liên quan tới các cái trang thiết bị ở trên xe. Nói ví dụ như chúng ta có một phần cổng sạc điện thoại ở đây nhưng thực tế là các bạn sẽ gần như không thể sử dụng được vì quá nóng. Điểm thứ hai thì các bạn đã nhìn thấy ở đây anh bạn tôi đã độ lại một cái phần giá gác chân ở phía sau khá là dễ sử dụng, còn với giá gác chân nguyên bản các bạn sẽ luôn luôn phải sử dụng tay thò xuống để móc nó ra chứ không thể nào dùng chân được. Và cuối cùng thì bộ lốp Maxxis theo xe với tôi là một bộ lốp không tốt, nó mang tới những trải nghiệm tương đối bất an nếu các bạn đi vào những khu vực mà đường ướt hoặc có cát nhỏ. Vespa GTS Supertech 300 HP là một phương tiện dành cho những người có tài chính dư giả và không chỉ tìm kiếm một phương tiện đơn thuần mà còn thể hiện mức độ duy mỹ, sự cá tính của bản thân. Đây là một chiếc xe mà nó không chỉ đơn thuần là giải quyết bài toán di chuyển từ điểm A đến điểm B mà nó còn giúp cho các bạn tận hưởng cái quãng thời gian mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Và nếu các bạn tìm kiếm một phương tiện có đặc tính tương tự như là xe hơi thì lời gợi ý của chúng tôi nằm ở phía bên trái màn hình. Còn nếu các bạn tìm kiếm một chiếc xe hơi vẫn mang biển số hợp lệ nhưng có khả năng chạy như một chiếc xe đua ở trường đua thì lời gợi ý nằm ở phía bên tay phải. Cảm ơn anh em đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong video đánh giá chiếc Vespa GTS 300. Và bất cứ câu hỏi nào khác của các bạn về mẫu xe này chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất ở phần comment. Hẹn gặp lại anh em ở nhiều video khác.